Xin được chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em An để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi đó quý vị. Trực có lắc có ha, tay cành đẹp, đế cũng đẹp luôn, đẹp đẹp không đây ha. Đây, chào An. Dạ, chào anh Tấn, chào cô chú anh chị trên toàn quốc. Hôm nay em có về được lô phôi 25 cây, xin giao lưu với cô chú anh chị. Hình thức em là bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Rồi em tiến hành vô cái mã đầu clip luôn anh ơi. Mã số sao em? Mã số 1 anh. À, mã số 1 em trực tay cành đẹp ha. Dạ. Để đặt kẹo vô. Kẹo 75. Cái này 22 hoành. Tay cành thì quá đẹp rồi ha quý vị. Tứ diện luôn, để cành ngang ngang không à. Để đây. Để bắp 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 không à. Đều luôn. Rồi mã số 1 cho luôn bao nhiêu đem? Rồi mã số 1 giao lưu 800 à. Rồi xuống cây luôn, 800 mã số 1. Rồi tiếp tục. Số 2, mã số 2. Chiều cao 9-12. Rồi, cái quanh này đo khó quá ha. Khó đo quá. Sao đo đây? Này đó thì đo đó thì hơi xéo xéo, khó đo quá. Xéo này cho mấy cô chú anh chị Hảo đi. 38. Đó, không đo được. Thước xéo quá không có tính được ha. Đây nè. Đó. Nó lên đó thì nó cắn. Cũng vậy luôn. Nó cắn cái cành. Nó cắn cành là cành trên lưng. Này tính cô chú Hạo đi. Thì không có đo được. Đó, nó vậy đó. Tay mình bỏ vô nè, cái lưng nè có vậy nè. Không. Này thì vậy không có đo được cái gì nè. Mà mình nhìn cây mình kêu giá rồi gì cái đo. Cô chú quá hẹo hẹo được ha. Ba mấy ăn lên. Tại cành cũng đều quá quý vị, cành đều rang ha. Rồi giao lưu bao nhiêu đem? Rồi mã số 2 giao lưu 2.8 anh. Rồi 2.8 ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn nha quý vị. Mã số 3. Số 3, tại cành đẹp luôn. Cao 70. Hoành 25. Rồi, 25 hoành. Một em trực tay cành xòe đẹp. Xương ngang kính cứng cống luôn ha. Nè. Xương lực không nè. Để đây quý vị. Đây kính bầu luôn đây ha. Rồi, vô luôn nhiêu đem? Mã số 3 vô 800 anh. Rồi, xuống cây luôn, 800. Rồi tiếp tục lên số 4 luôn. Cao 75. Hoành 23.5. Rồi tính 23 hoành nha quý vị. Tay cành đều luôn. Để đây. Này cái đuôi nè. Cũng có chân chịu bên đây ha, bự nè. Bên đây cũng chân chịu cũng bự luôn ha. Rồi giao lưu bao nhiêu đây em? Rồi mã số 4 giao lưu 700 anh. Rồi xuống cây luôn. 700. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 5. Số 5 luôn. Cao 75. Hoành 26. Rồi. 26 hoành. Tay cành đều luôn. Cành bự bự không à quý vị. Cái này vận chuyển bị tét nhẹ nha cô chú ơi. Rồi. Đó, mình... bó con keo, tha keo rồi bó con keo lại. Lẹ lành ha, thành vấn đề. Đấy. Xe đẹp luôn. Rồi, giao lưu như đây. Mã số 5 giao lưu 1.2 triệu anh. Rồi, xuống cây luôn, 1.2 triệu. Rồi, tiếp tục luôn. Đây. Vẫn siêu siêu tay cành quá xa ha. Này, mã số 6 ha. Đó. Cái này cô chú nào về chơi ván bay thì chồng ngã nó xuống xíu nữa. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành 32.5. Rồi tính 32 hoành đi. Chiều cao 1m1. Rồi 1m1. Rồi quý vị ngắm nghía kỹ ha. Cái cành em này thì khỏi nói rồi, nó quá đặc luôn. Vừa đặc mà tay cành lực không à quý vị nè. Đó, tay cành nó rất lực đó ha.
cành. Đó. Rồi vũ đế luôn, này, nguyên cái bể luôn đây. Nguyên bể cũ luôn. Chống chịu thức đầy đủ không vậy? Rồi vô luôn nhiêu đây em? Mã số 6 giao lưu 3 triệu anh. Rồi 3 triệu cho mã số 6. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 7 đây quý vị. Cao 75. 26 hoành. Rồi thay cành lực luôn. Hoành 26. Cành quá lực ha. Đế thì nguyên nội luôn, cứng đế luôn nè. Nguyên củ đế gom lại. Cái này cái thân nó bị hớp vô chứ không bị gì nha cô chú. Rồi. Không có rồi. Lũa gì nè. Rồi rồi. Đây, cận cảnh vô gì đây nè. Đó. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Rồi, cây mã số 7. Giao luôn 1,2 triệu anh. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 8. Rồi, mã số 8. Xương ngang, xương lực. Cao 95. Đế quá xa đế luôn. Hoành 30. Rồi, hoành 30 luôn. Tay cành đều rang á quý vị nè. Cốt cành đẹp luôn. Giót đọt luôn. Tay cành thì đặt kẹo. Quá đẹp ha. Rồi, để đây. Đấy lực xòe đều luôn. Cọng này quá to luôn ha. Ở trước thì chịu có đủ quý vị. Đứa con nhóc ha. Nói chung đế thì đặt hết trơn ha. Rồi, giao lưu như đây. Mã số 8 giao lưu 2 triệu anh. Rồi, 2 triệu nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 9. Rồi, số 9. Cao 66. Hoành 27. Tay cành. Nguyên cái cụm này tay cành lực xè ngang không quý vị. Xương ngang không ha. Đây cũng có cộng bự nằm đó nữa ha. Đủ đế trơn ha. Rồi giao luôn như đây. Mã số 9 giao luôn 1 triệu anh. Rồi 1 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục đây rồi quý vị. Để lên luôn. Mã số 10. Rồi số 10. Cao 60. Hoành 34. 34 hoành luôn. Hoành bự quý vị. Chị ngắm nghía kỹ co lắc cành ở đây ha. Lát nữa cận cảnh đế luôn. Đế thì ở xa xa làm thấy đế nó cộng nó bự bự mà đều hết trơn ha. Đó, đây vô bệ đế nè. Quá xa cái bệ ha. Đó, cộng bự bự không có gì nè. Cộng nào cũng vậy ha. Bự đều hết trơn. Rồi vô luôn như đây. Mã số 10 vô luôn 2 triệu rưỡi. Rồi xuống cây luôn 2 triệu rưỡi. Rồi tiếp tục luôn rồi quý vị. Số 11. Đó, này nồi đế cũng quá dữ rồi nha quý vị. Cao 32. Hoành 25. Đây quý vị ngắm nghía dáng nha. Là dáng đẹp quá nè. Đế cũng đẹp luôn ha. Dáng cành đế. Này hội tụ đủ luôn ha. Chịu trước đặt cộng to luôn ha. Rồi giao lưu như đây. Mã 11 giao lưu 1,4 triệu. Rồi 1,4 triệu. Rồi xuống cây luôn. Để nằm luôn. Nghiền. Rồi mã 12. Cao 45. Cái này bự nè. Này nó đây. Đây thì 38 này. Đó đây nó gần tới 39 nè, 38 thì kéo lên lưng nó. Đây thì 34 rưỡi. 34 rưỡi ha. Chảng ha. Này lưng thỏ đẹp quá quý vị. Cái dừng này. Mình tính từ cái cậu rễ lên tới cái cò nè quý vị, nó khoảng tầm gang tay mình thôi ha. Ngắn lưng thỏ nữa ha. Để nè. Còn bự 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 không ha, chịu quá vững chắc luôn. Đó. Quá vững chắc ha. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây anh?
Mã 12 Zalo 3,2 triệu. Rồi 3,2 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. 13. Cao 68. Hoành 23. Rồi tay cành đều luôn, 23 hoành. Cành đều rang ha. Rồi còn để đây. Để cũng đều trên này ha. Zalo nhiêu đen? Mã 13 Zalo 750 ha. Rồi xuống cây luôn, 750. Mã 14. Rồi mã số 14. Cao 68. Hoành 26. Rồi 26 hoành. Tại cành đều luôn. Xương ngang không là có gì. Đặt ha, xương ngang. Đấy cũng đặt đế luôn, cộng bự không là có gì. Đấy nó sẽ đều bự ha, cộng to đều ở trên. Rồi, giao luôn nhiêu đen? Cái này bị dập nhẹ vận chuyển đây. Rồi, già nhỏ đó ha. Rồi cái này về giao luôn 900. Rồi, 900. Mã 14. Rồi, xuống cây luôn. Mã 15. Rồi, mã số 15. 25 quần. Cao 62. Mấy cái nhánh trên lưng là mình cắt thành chùa hả? Mình cắt thành chùa hả? Chứ không phải là ra tược mới. Quý vị nhìn quý vị cũng biết là cái này mấy cái tược chùa này. Chừa gì đó, quý vị ra bẻ hai ra làm hai cái sừng rộng cũng được. Đó đấy, còn bự bự đều hết trơn quý vị. Rồi giao luôn nha em. Mã 15 giao luôn 850. Rồi 850 ha. Rồi xuống cây luôn. Nào một em trực xuống ngang quý vị ơi. Tại cành đều rang đế lực luôn. Mã 16. Cao 1m25. Rồi xuống cái hoành luôn. Hoành hơi to. Hoành 33. Rồi 33 hoành. Đó, quý vị ngắm nghía kỹ xương cành ha. Thân thì trực rồi ha. Cành xương ngang nè. Đó. Cành đều. Thấp thân thấp luôn ha. Đó. Để đây. Cộng bự 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 không. Cộng bắp ha. Để bắp. Rồi, giao lưu bao nhiêu đem? Mã 16 giao lưu 2,5 triệu. Rồi, 2,5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã 17. Rồi, 17 đây rồi quý vị. Cao 52. Này. 24 bằng. Rồi, bằng 24. Rồi, để luôn đây rồi quý vị. Chịu có cái đầy đủ nha quý vị. Bấu bấu xuống không? Đây, quay kỹ cho quý vị ăn trước là rễ chịu nè. Đây. Rễ chịu đây, hai con rễ chịu nằm đây không có gì nè. Hai bên đó, ha. Rồi, giao luôn như đây. Mã 17 giao luôn 850. Rồi, xuống cây luôn, 850. Mã 18. Rồi, mã 18. Kéo mình bao nó xuống. Cao 90. À, kéo mình bao xuống lồi ra bộ đế hết biết cái nồi đế ha. 27 hoành. Rồi, hoành 27. Nồi đế dữ quá cha dữ ha. Cho thử cái hết cái nồi đế có nhiêu ăn. Có gì nồi đế nè. 1m3. Rồi, nồi đế 1m3. Đó, tay cành đều. Cái này có hai tay cành hai bên nó xòe ha. Đó, đẹp quá đây. Lưng có cành hồi luôn. Đồ đế thì quá dữ. Đó, đặt vô gì thấy toàn là đế con ha. Để như đế sắp dữ ha. Đặc biệt là cái mặt này nè. Quá xa đê. Xương cành là không nhớ lại cái gì. Cành đặt hết trơn ha. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây em? Mã 18 Zalo 2,6 triệu anh. Rồi 2,6 triệu được cây whip luôn. Mã 19.
K70. Đây, cành đặt ha, để dưới cũng đặt luôn. 26 hoành. Đế quý vị. Đặt đế rồi nè ha. Rồi, cho luôn nhiêu đây em? Mã 19 cho luôn 850. Rồi, xuống cây luôn, 850. Mã 20. Rồi, số 20 đây. Tay cành lực lực luôn. Cao 50. 31 hoành. 30 đi. 30 hoành nha. Rồi, tính 30 hoành. Tay cành đẹp. Lực mà cành đẹp nữa ha. Phóng hồi đầy đủ ha. Vì dựng lại thêm cái đỉnh nó là ok ha. Để quý vị. Để phần chiều quan thứ. Bình hông ha, lưng đầy đủ ha, để lực không quý vị. Rồi, mã số mấy rồi quý vị? 220. Mã 20 này giao lưu 1,5 triệu ha. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã 21. Rồi, mã số 21. Cao 63. Hoành đây 28. Rồi, tay cành đẹp luôn, 28 hoành. Tay cành đẹp. Đế cũng đẹp luôn đây. Đế nó vậy, đó, đế bắp xè đều trơn ha. Chỗ nào cũng có ha. Đó. Diện nghĩ kỹ nha. Đế này nè. Bự 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 ha. Đủ hết trơn ha. Đủ đế trơn ha. Rồi, giao luôn như đem. Mã 21 giao luôn 1,5 triệu. Rồi, 1,5 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, đứng cây luôn. Rồi, mã số 22. Cao 50. Này, hai cây quá nè. 27 hoành. 27 ha. Rồi, quý vị ngắm nghe kỹ cái dàn xương cành nè. Đóng hay quá nè quý vị. Tay cành lực mà đóng như ok ha. Rồi, đế đây. Đó. Cứng đế luôn. Cành phóng nè. Lưng có hồi, cành nào nó bự bự ha. Đế cộng cũng bự bự luôn. Giao lưu như đem. Mã 22 giao lưu 1,3 triệu. Rồi, 1,3 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã 23. Cao 62. Hoành 26. Rồi, 26 hoành. Tay cành lực ha. Cành bắp không. Để luôn cái gì? Để cộng cũng bắp luôn ha. Rồi, giao luôn như đem. Mã 23 giao lưu 800 à. Rồi, 800. Rồi, xuống cây luôn. Mã 24. 24 tay cành đẹp luôn, con ngắn luôn. Cao 75. Rồi, cái hoành. Hoành 28. 28 hoành. Rồi, xây xây luôn. Tay cành sẽ đều mà tay cành bự 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 không có gì nè. Đó. Lưng ngắn đế cũng bắp luôn ha. Lưng còn ngắn khéo cây ha. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã 24 giao lưu 1,6 triệu à. Rồi, 1,6 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Đây, 25 xương cành quá xá ha. Rồi, 25 cây cuối clip luôn. À, quý vị có nhà ý mà chốt hết clip 25 cây quý vị, quý vị cứ alo hai bên thương lượng giá ha, giá bảo đảm là yêu thương hơn nha. Keo 1 mét. Thay cành quá dữ. Cái này hoành 29. Thay cành đặt luôn. Cái này về vô chậu hột sồi, đường kính bầu tới 60 lận. Rồi, thay cành này quá đặt quý vị ơi. Đây quý vị. Đó.
đầy đủ hết trơn ha, chòm chống chịu hông gì đầy đủ ha, đủ đế hết quý vị. Rồi Zalo nhiêu đây em? Rồi mã 25 cuối clip Zalo 3,2 triệu anh. Rồi muốn nói gì thì cuối clip thì mong cô chú anh chị xem hết clip và ủng hộ ạ. Rồi, xin chào, cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.